Cô chào các con. Cô rất vui vì lại được gặp các con trong môn tiếng Việt lớp 2 của bộ sách Cánh diều. Cô trò chúng ta lại tiếp tục học chủ điểm, học chăm, học sỏi. Bài đọc 2, ươm mầm, trang 90. Để học tốt tiết học, các con hãy chuẩn bị cho cô đầy đủ các dụng cụ học tập nhé. Cô mời các con mở sách ra trang 90 và quan sát tranh. Qua quan sát tranh, mình thấy được trong một cái hang thỏ có một bạn nhỏ và những chú thỏ con. Trên bàn có một đĩa dâu tây. Để hiểu được ý nghĩa của bức tranh này, các con hãy cùng cô đọc bài Ươm mầm. Các con hãy nghe cô đọc mẫu và đọc thầm theo nhé. Ươm mầm. Rowling là nhà văn nổi tiếng thế giới. Trẻ em khắp nơi đều biết nhân vật Harry Potter của bà. Tài năng của Rowling đã ươm mầm từ những câu chuyện mà bà và cô em gái tên là Di tự nghĩ ra và kể cho nhau nghe suốt thời thơ ấu. Di rất thích nghe chị kể chuyện và thường nài nỉ chị kể đi, kể lại. Một trong những câu chuyện hai chị em yêu thích là chuyện Di bị ngã xuống hang thỏ và được gia đình thỏ cho ăn dâu tây. Để nhớ và kể lại cho em, cô chị bắt đầu ghi lại những câu chuyện của mình. Câu chuyện đầu tiên cô viết lên giấy là chuyện về một chú thỏ bị lên sởi. Chú thỏ ốm được bạn bè đến thăm, trong đó có một con ong khổng lồ tên là cô ong. Trong suốt những năm học phổ thông, Rowling luôn được đánh giá là một trong những học sinh tài năng nhất. Cô thường được giao phụ trách việc tổ chức các buổi sinh hoạt toàn trường. Theo sách thời thơ ấu của các đại văn hào, Nguyễn Hương Dịch, cô mời các con hãy đọc to lại toàn bài. cô có lời khen cho những bạn đã hoàn thành bài đọc. Trong bài đọc này sẽ có một số từ khó. Cô và các con hãy cùng nhau luyện đọc nhé. Rowling, Harry Potter. Hai từ này là tên riêng của người nước ngoài. Giữa các tiếng sẽ có dấu gạch nói. Vì vậy khi đọc, các con hãy đọc nhanh hơn một chút nhé. Các con hãy nghe cô đọc lại. Rowling, Harry Potter. Các con đọc được chưa nào? Chúng mình tiếp tục nhé. Mầm, mầm. Phụ trách, phụ trách. Cô mời các con hãy đọc to lại cùng bạn. Rowling, Harry Potter, mầm, phụ trách. Các con đọc tốt lắm. Khi đọc bài này, mình sẽ ngắt hơi sau dấu phẩy và mình sẽ nghỉ hơi sau dấu chấm. Nhưng đối với một số câu dài, mình sẽ đọc như thế nào? Các con hãy cùng luyện đọc. Câu đầu tiên, cô mời các con hãy nghe cô đọc. Tài năng của Rowling đã ươm mầm từ những câu chuyện mà bà và cô em gái tên là Di tự nghĩ ra và kể cho nhau nghe suốt thời thơ ấu. Mình sẽ ngắt hơi sau tiếng mầm, tiếng bà và tiếng ra, và mình sẽ nghỉ hơi sau tiếng ấu. Cô mời các con hãy đọc to lại cùng bạn. Tài năng của Rowling đã ươm mầm từ những câu chuyện mà bà và cô em gái tên là Di tự nghĩ ra và kể cho nhau nghe suốt thời thơ ấu. Các con đọc tốt lắm. Câu thứ hai, các con hãy nghe cô đọc. Một trong những câu chuyện hai chị em yêu thích là chuyện Di bị ngã xuống hang thỏ và được gia đình thỏ cho ăn dâu tây. Mình sẽ ngắt hơi sau tiếng thích, tiếng thỏ và mình sẽ nghỉ hơi sau tiếng tây. Cô mời các con hãy đọc to lại cùng bạn. Một trong những câu chuyện hai chị em yêu thích là chuyện Di bị ngã xuống hang thỏ và được gia đình thỏ cho ăn dâu tây. Chúng mình tiếp tục nhé. Trong suốt những năm học phổ thông, Rowling luôn được đánh giá là một trong những học sinh tài năng nhất. Mình sẽ ngắt hơi sau tiếng thông, tiếng giá và mình sẽ nghỉ hơi sau tiếng nhất. Cô mời các con hãy đọc lại cùng bạn. Trong suốt những năm học phổ thông, Rowling luôn được đánh giá là một trong những học sinh tài năng nhất. Các con đọc tốt lắm. Bây giờ các con hãy quan sát lại bài đọc và cho cô biết bài đọc gồm có mấy đoạn. Đúng rồi, bài đọc này gồm có 4 đoạn. Đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 và đoạn 4. Để đọc tốt hơn từng đoạn, các con hãy cùng cô luyện đọc từng đoạn nhé. Đoạn 1, cô sẽ đọc luôn tựa bài. Các con hãy nghe cô đọc. Mầm, Rowling là nhà văn nổi tiếng thế giới. Trẻ em khắp nơi đều biết nhân vật Harry Potter của bà. Cô mời các con đọc lại. Các con hãy nghe cô đọc đoạn 2. Tài năng của Rowling đã ươm mầm từ những câu chuyện mà bà và cô em gái tên là Di tự nghĩ ra và kể cho nhau nghe suốt thời thơ ấu. Dì rất thích nghe chị kể chuyện và thường nài nỉ chị kể đi kể lại. Một trong những câu chuyện hai chị em yêu thích là chuyện Di bị ngã xuống hang thỏ và được gia đình thỏ cho ăn dâu tây. Cô mời các con hãy đọc to lại đoạn 2. Các con hãy nghe cô đọc đoạn 3. Để nhớ và kể lại cho em, cô chỉ bắt đầu ghi lại những câu chuyện của mình. Câu chuyện đầu tiên cô viết lên giấy là chuyện về một chú thỏ bị lên sởi. Chú thỏ ốm, được bạn bè đến thăm. Trong đó có một con ong khổng lồ, tên là cô ong. Cô mời các con đọc lại. Đoạn 4, các con hãy nghe cô đọc. Trong suốt những năm học phổ thông, Rowling luôn được đánh giá là một trong những học sinh tài năng nhất. Cô thường được giao phụ trách việc tổ chức các buổi sinh hoạt toàn trường. Theo sách thời thơ ấu của các đại văn hào, Nguyễn Hương Dịch. Cô mời các con hãy đọc lại. Cô có lời khen cho những bạn đã luyện đọc từng đoạn của bài. Trong bài đọc này sẽ có một số từ khó. Các con hãy cùng cô giải nghĩa từ nhé. Từ đầu tiên, Harry Potter là tên nhân vật chính trong bộ truyện cùng tên của nhà văn Rowling. Từ thứ hai, nài nỉ nghĩa là gì? Nài nỉ nghĩa là đề nghị thiết tha, dai dẳng, khiến người khác khó lòng từ chối. Bây giờ các con hãy quan sát lại bài đọc và hãy cùng cô đọc toàn bài. Ươm mầm. Rowling là nhà văn nổi tiếng thế giới. Trẻ em khắp nơi đều biết nhân vật Harry Potter của bà. Tài năng của Rowling đã ươm mầm từ những câu chuyện mà bà và cô em gái tên là Di tự nghĩ ra và kể cho nhau nghe suốt thời thơ ấu. Di rất thích nghe chị kể chuyện và thường nài nỉ chị kể đi, kể lại. Một trong những câu chuyện hai chị em yêu thích là chuyện Di bị ngã xuống hang thỏ và được gia đình thỏ cho ăn dâu tây. Để nhớ và kể lại cho em, cô chị bắt đầu ghi lại những câu chuyện của mình. Câu chuyện đầu tiên cô viết lên giấy là chuyện về một chú thỏ bị lên sởi. Chú thỏ ốm, được bạn bè đến thăm. Trong đó có một con ong khổng lồ, tên là cô ong. Trong suốt những năm học phổ thông, Rowling luôn được đánh giá là một trong những học sinh tài năng nhất. Cô thường được giao phụ trách việc tổ chức các buổi sinh hoạt toàn trường. Theo sách thời thơ ấu của các đại văn hào Nguyễn Hương Dịch, cô mời các con sang phần đọc hiểu. Câu hỏi đầu tiên: tài năng của Rowling được ươm mầm từ đâu? Chọn ý đúng. A. Từ những câu chuyện Rowling được nghe bà kể. B. Từ những câu chuyện Rowling và em gái tự nghĩ ra. C. Từ những bộ phim Rowling và em gái được xem. Các con hãy đọc lại đoạn 2 và suy nghĩ tìm ra đáp án đúng nhất nhé. Các con đã tìm được đáp án chưa nào? Tài năng của Rowling được ươm mầm từ những câu chuyện Rowling và em gái tự nghĩ ra. Ý đúng là ý B. Cô có lời khen cho những bạn đã làm đúng. Cô mời các con sang câu hỏi thứ hai. Rowling đã làm gì để nhớ và kể lại chuyện cho em gái nghe? Các con hãy đọc lại đoạn 2 và tìm đáp án nhé. Rowling đã ghi lại những câu chuyện của mình để nhớ và kể lại chuyện cho em gái nghe. Và một câu chuyện mà Rowling và em gái rất thích đó là chuyện bé Di bị ngã xuống hang thỏ và được gia đình thỏ cho ăn dâu tây. Rowling là một người chị rất là thương em đúng không nào? Để biết được khi ở trường Rowling là một người như thế nào, cô mời các con hãy sang câu hỏi thứ ba. Ở trường phổ thông, Rowling là một học sinh như thế nào? Để trả lời được câu hỏi này, cô mời các con hãy đọc lại đoạn 4 và tìm đáp án. Ở trường phổ thông, Rowling luôn được đánh giá là một trong những học sinh tài năng nhất. Cô thường được giao phụ trách việc tổ chức các buổi sinh hoạt toàn trường. Vậy là Rowling khi ở trường là một học sinh giỏi, một học sinh tài năng đúng không nào các con? Vậy qua câu chuyện ươm mầm, em hiểu điều gì? Đó là tài năng của nhà văn Rowling đã được ươm mầm từ những câu chuyện mà bà và em gái tự nghĩ ra và kể cho nhau nghe suốt thời thơ ấu. Để đọc tốt hơn, cô mời các con hãy cùng cô luyện đọc lại một đoạn trong bài. Và đoạn cô chọn đó là đoạn 2. Các con hãy nhìn lại đoạn 2 và đọc to cùng cô nhé. Tài năng của Rowling đã ươm mầm từ những câu chuyện mà bà và cô em gái tên là Di tự nghĩ ra và kể cho nhau nghe suốt thời thơ ấu. Di rất thích nghe chị kể chuyện và thường nài nỉ chị kể đi, kể lại. Một trong những câu chuyện hai chị em yêu thích là chuyện Di bị ngã xuống hang thỏ và được gia đình thỏ cho ăn dâu tây. Khi ở nhà, các con hãy luyện đọc bài để mình đọc tốt và lưu loát hơn. Bây giờ cô mời các con sang phần luyện tập. Bài tập đầu tiên, chọn ý em thích. 1. Nếu là cô bé Di, Em sẽ nói thế nào để khen chị kể chuyện hay? A. Chị kể chuyện hay quá. B. Sao chị kể chuyện hay thế? C. Chuyện chị kể thú vị quá. Vậy bây giờ các con hãy suy nghĩ và tìm ra một đáp án mà mình thích nhất nhé. À, nếu là cô bé Di, các con sẽ có nhiều cách để khen chị. Mình có thể khen chị là chị kể chuyện hay quá. Cũng có thể khen chị sao chị kể chuyện hay thế. Và cũng có thể khen chị là chuyện chị kể thú vị quá. Vậy trong 3 cách khen này, các con hãy chọn một cách khen mà mình thích. Và các con cũng đã chọn được cách khen mà mình thích rồi. Thì các con hãy tập nói lời khen với bạn bè và người thân trong gia đình. Cô mời các con sang câu hỏi thứ 2. Chọn ý em thích. 2. Nếu em là người chị, em sẽ đáp lại lời khen thế nào? A. Cảm ơn em. B. Có gì đâu. C. Chuyện em kể cũng hay mà. Các con cũng hãy suy nghĩ và tìm ra một ý mà mình thích nhất. Nếu các con là người chị, các con sẽ có nhiều cách đáp lại lời khen khác nhau. Các con có thể đáp lại lời khen là cảm ơn em, hoặc là có gì đâu. Cũng có thể là chuyện em kể cũng hay mà. Nhưng cô có một lưu ý nhỏ. Khi các con nói lời khen và đáp lại lời khen thì mình phải sử dụng thái độ nhẹ nhàng và lịch sự nhé. Cô mời các con hãy sang câu hỏi thứ 3. Em cần thêm dấu phẩy vào chỗ nào trong câu sau? Các con hãy đọc to cùng cô. Bộ truyện Harry Potter của nhà văn Rowling được dịch ra nhiều thứ tiếng, được dựng thành phim, được trẻ em khắp nơi yêu thích. Các con có còn nhớ tác dụng của dấu phẩy là ngăn cách các từ ngữ có cùng một nhiệm vụ trong câu không? Bây giờ cô sẽ có một câu hỏi để giúp các con làm bài tốt hơn nhé. Vậy trong câu này, những từ ngữ nào có cùng một nhiệm vụ? À, đúng rồi, đó là được dịch ra nhiều thứ tiếng, được dựng thành phim, được trẻ em khắp nơi yêu thích. Bây giờ các con hãy suy nghĩ và tìm cách đặt dấu phẩy ở những vị trí hợp lý nhất nhé. Các con hãy làm vào vở bài tập. Các con đã làm xong chưa? Các con hãy quan sát đáp án của cô. Cô sẽ đặt dấu phẩy sau tiếng tiếng và tiếng phim. Các con có làm đúng không nào? À, rất tốt. Bây giờ chúng mình hãy đọc lại câu này một lần nữa nhé. Bộ truyện Harry Potter của nhà văn Rowling được dịch ra nhiều thứ tiếng, được dựng thành phim, được trẻ em khắp nơi yêu thích. Qua bài đọc ươm mầm ngày hôm nay, chúng mình thấy được tài năng của nhà văn Rowling đã được ươm mầm từ những câu chuyện mà bà và em gái tự nghĩ ra và kể cho nhau nghe suốt thời thơ ấu. Ở trong bài học hôm nay, chúng mình cũng đã được luyện tập nói lời khen và đáp lại lời khen. Khi ở nhà, các con hãy luyện đọc lại bài và luyện tập nói lời khen, đáp lại lời khen với bạn bè và người thân của mình nhé. Tiết học đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các con ở buổi học sau nhé.